Mỗi ngày một món cung bà bầu nha. Hôm nay mời mấy bạn ăn tôm rim nè, với lại là canh mồng tơi nấu với tôm. Nghe nó sai sai đúng không? Nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó hết trơn á. Hôm qua tôi đi chợ thì tôi đâu có nhớ là mua bầu đâu. Thế là chiều á, tôi nhờ ông chồng đi làm về, ông ghé mua. Ai có về đâu, ông về ông không mua bất kỳ một cái món gì mà tôi dặn hết trơn á. Do là lão đi đá banh nữa nên là đói bụng á, mấy bà đói run tay run chân luôn. Lão kêu là anh mà ghé Bách Hóa nữa chắc anh xỉu. Thế là phi thẳng về nhà để ăn cơm luôn. Lúc đó mà không có cơm á, chắc là khóc thét hả mấy bà ha. Sẵn có mồng tơi nhà chồng nên là nấu với mồng tơi cũng được, cũng ngon ngọt. Nhà tôi quen ăn canh rồi đó mấy bà, cho nó dễ trôi cơm ấy. Sáng nay thì tôi có đi mua một số loại đậu loại hạt về để nấu sữa. Tôi mê sữa mè đen ghê luôn á, mà cũng mê chè mè đen nữa nha, cái loại chè mà nó đặc đặc kiểu dẻo quá mấy bà. Mua thêm đậu đỏ với đậu phộng nữa nè để dành nấu. Hôm nay thì tôi sẽ nấu đậu phộng với lại mè đen nha. Không biết nữa công thức này của ai á, tôi thấy trên mạng thôi. Mà xiên được bữa nào thì hay bữa đó ha. Tự nhiên mấy ngày nay 2-3 ngày liên tiếp nấu sữa hạt vậy chứ. Còn hồi không có hứng là cất biệt em nấu 2-3 tháng trời luôn không đụng vô. Cá nhân tôi thấy nha, em mang nấu sữa hạt Lazy Chef này nè, nấu được tầm 500-600ml là ok. Ngoài chức năng nấu sữa hạt ra thì em nó còn một số chức năng khác như là đun nước nè, làm cháo nè, làm sinh tố hoặc là làm ấm nha. Và tất nhiên là có chức năng tự làm sạch luôn. Tôi đang canh mực nước của nó nè mấy bà, cho khỏi bị trào ra đó nha. Nấu nhiều quá thì chắc chắn là sẽ có tình trạng bị trào á. Để cái nắp cho nó khớp rồi mình chỉ cần chạm một chạm là được rồi đó mấy bà. 27 phút sau là có sữa uống nha. Trong lúc này mấy bà đi làm gì thì làm đi. Tôi dọn dẹp nhà thì quay lại nó cũng nấu xong rồi nè. Chàng ơi, nhìn nè mấy bà, nó mịn băng luôn nhưng mà tôi thích là nó đặc hơn nữa cơ. Hôm nay là tôi nấu hơi nhiều nước rồi đó. Giờ thì rót ra ly thưởng thức thôi. Tôi thì uống không vậy đó, còn ông chồng tôi thì tôi sẽ chọn thêm sữa. Trời ơi, nó thơm lắm lắm luôn ấy mấy bà. Tôi rót ra thì được tầm 3 ly như thế này nha, nên là em này phù hợp cho gia đình nào mà nhỏ ít người thôi. Với lại là tôi thấy nấu cũng tiện ấy, nên là mỗi ngày mình nấu nó sẽ ok hơn là mấy bà nấu cái lượng nhiều rồi bỏ trong tủ lạnh á. Chàng ơi, tôi có bầu mà tôi xiên nấu mấy cái này, ông chồng tôi mừng lắm mấy bà. Ông kêu là tốt cho con của ổng rồi đó. Rồi bà nào còn công thức nào ngon nữa không, chỉ tôi với nha.